Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã học và sử dụng tiếng Nhật trong công việc và cuộc sống được hơn 10 năm. Thực ra khi mà người Nhật nghe mình nói thì người ta sẽ nhận ra ngay đó là mình là người nước ngoài, mình là người Việt Nam chứ không phải là người bản xứ. Tuy nhiên cái điều mà mình làm được ấy, đó là mình đã có thể áp dụng và sử dụng tiếng Nhật trong cái công việc và cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả. Mình có thể trình bày được các cái điều mà mình suy nghĩ này, triển khai các cái ý tưởng cũng như là công việc một cách suôn sẻ để cho người Nhật có thể hiểu được cái ý mà mình nói. Bên cạnh cái việc mà hoàn thiện bản thân để sao cho có thể nói được gần giống như là người bản xứ càng tốt, thì tạm thời chúng ta bỏ qua cái ý là luyện cái accento hay là gọi là luyện cái tiếng Nhật một cách tự nhiên. Thì chúng ta hãy cùng bàn tới một cái vấn đề, đó là luyện sao cho để có cái sự trôi chảy. Do không phải là người bản xứ nên trong quá trình nói và giao tiếp hội thoại thì là mình hay bị tập trung quá nhiều vào cái ý tứ. Kiểu như là chúng ta sẽ vừa nói vừa nghĩ xem là mình sẽ sử dụng cái từ nào, sử dụng cái ngữ pháp nào, rồi nói như thế nào sao cho nó hiệu quả và có thể diễn đạt được cái ý mà mình đang nói, đúng không? Nên là cái câu của mình nó hay bị ngắt thành nhiều đoạn. Trong một câu thì nó không có cái sự liền mạch, nó không có cái sự trôi chảy nhất định. Thì giống như các bạn, mình đã gặp cái lỗi này rất là nhiều. Và hầu như trong cái quá trình làm việc trong suốt những cái năm vừa qua thì là mình rất là hay bị cái lỗi này. Đó là cái sự gọi là không trôi chảy hay là không liền mạch, nó một cách ấp áp ứng và vừa nói vừa nghĩ. Nên là cái câu của mình nó cứ bị ngắt, nghe lại thì nó rất là kiểu không tự nhiên. Thì có một cái cách vô cùng hiệu quả để chúng mình có thể luyện cái sự trôi chảy, đó là thực hiện shadowing. Thì cái cách này thì hầu hết ai cũng đã biết rồi, đó là chúng ta sẽ có một cái bản scripto hay còn gọi là có một cái văn bản sẵn và mình sẽ nghe rồi bắt chước lại cũng như là đọc theo những cái gì mà người bản xứ người ta nói một cách chậm rãi và từ từ, rồi dần dần là mình sẽ cố gắng là luyện phản xạ bằng cách là nói giống như là tốc độ của người bản xứ nói. Và cái cách này đã được rất là nhiều người ở trên thế giới chứng minh là nó có hiệu quả và có tác dụng trong cái quá trình luyện tập. Khi mà mình tự nói theo ý của mình thì là mình không có cái văn bản rõ ràng, mình cũng không biết là mình sẽ nói cái gì, nên là mình sẽ không để ý đến cái việc là mình sẽ nhấn nhá ở đâu, mình sẽ lên xuống như thế nào, rồi các cái từ mình nói cái accento ra sao. Thì khi mà luyện shadowing ấy thì chúng ta sẽ có một cái văn bản sẵn rồi, và chúng mình chỉ cần tập trung để ý vào cái cách nhấn nhá, cái cách mà người ta nói sao cho tự nhiên nhất để mà luyện thôi. Và nếu như mà cứ chăm chỉ luyện tập như vậy thì dần dần chúng ta sẽ hình thành được cái phản xạ và sẽ tạo được cái sự trôi chảy nhất định. Với mình thì sau nhiều năm luyện tập shadowing một mình đã làm rất là nhiều các cái video ở trên kênh của mình và tự shadowing ở nhà thông qua các cái cuốn sách, thông qua các cái cuốn truyện tranh. Thì là mình năm nay mình đã quyết định là học một một với lại giáo viên người bản xứ. Thì trong cái quá trình mà học với lại người bản xứ thì người ta đã chỉ ra cho mình rất là nhiều các cái từ mà nếu như là một mình thì là mình sẽ không để ý, mà mình không nhận ra, mình cứ nghĩ là mình bắt chước đúng rồi, nhưng mà thực ra thì là nó có một cái gì đấy nó khác, và người ta sẽ chỉ cho mình và mình luyện được rất là nhiều cái cách phát âm và cũng như chia sẻ với các bạn trong cái quá trình mà mình học tập ở trên cái kênh YouTube này. Khi mà mình được chỉ ra những cái lỗi như vậy thì là mình sẽ cố gắng luyện tập và cố gắng là hình thành cái sự phản xạ để mà có thể lần sau không cần phải để ý đến nó, mình vẫn có thể phát âm được đúng. Để có thể luyện nói và thể hiện được những cái ý mà mình muốn nói thì ngoài cái việc shadowing ra thì mình còn đọc sách nữa. Dạo gần đây thì là mình đang đọc lại cái cuốn Atomic Habits, là cái thói quen nguyên tử, và dịch sang tiếng Việt đó là thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ. Với cái cuốn sách này thì có cái phần audiobook. Sau khi mà mình đọc cái phần tiếng Nhật xong rồi, mình đã đọc cái cuốn này được một hai lần gì đó trong năm ngoái, thì năm nay mình đang nghe lại nó, có là mình đã có cái văn bản sẵn ở trong sách rồi, mình chỉ nghe lại và mình luyện lại, shadowing lại những cái đoạn mà mình thấy thích để mà luyện cái cách hành văn cũng như là cái cách để mà có thể nói sao cho trôi chảy, diễn đạt sao cho nó phù hợp với lại cái hành văn của người bản xứ. Nếu như mà các bạn mới bắt đầu thì chúng ta có thể chọn các cái video ngắn ở trên YouTube. Có rất là nhiều nguồn ở trên YouTube, ví dụ như là các cái kênh tin tức như là TBS, rồi NHK, rồi những cái chủ đề mà bạn thích. Ví dụ như là các bạn thích make up, các bạn thích thời trang thì các bạn có thể xem các cái video của những cái người bản xứ nói về thời trang, nói về make up, rồi nói về thói quen, nói về lối sống tối giản. Thì những cái video đấy nó ngắn thôi, các bạn có thể nghe và luyện tập shadowing theo. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái chuỗi CD bài shadowing của mình ở trên kênh Hồng Lê Thị. Trong cái chuỗi CD này mình đã có khoảng tầm hơn 30 video nói về đề tài phát triển bản thân, nói về các cái mindset, rồi các cái cách suy nghĩ sao cho nó gọi là mai mưa kỳ, gọi là làm sao để cho mình có những cái cách suy nghĩ tích cực để hướng về phía trước. Thì các bạn có thể, nếu như mà các bạn thích cái chủ đề về phát triển bản thân thì có thể sử dụng cái chuỗi video này để shadowing lại. Mình cũng có cả cái phần scripto để cho các bạn có thể luyện tập theo. Nếu như mà bạn nào cần tư vấn thêm thì có thể inbox mình có thể hướng dẫn các bạn cụ thể và chi tiết hơn nhé.
Và cái cách cuối cùng để giúp cho mình có thể luyện nghe và luyện nói hội thoại giao tiếp một cách hiệu quả, đó là luôn luôn chuẩn bị hàng ngày các cái kiến thức nền càng nhiều càng tốt. Trong quá trình giao tiếp hội thoại cũng như là công việc thì là mình sẽ bắt gặp rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau, từ sở thích, từ thói quen, từ lịch sử, từ vốn sống, rồi cả các cái từ, rồi các cái chủ đề liên quan tới chuyên ngành, rồi liên quan tới chat GPT, liên quan tới AI, rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau trong cuộc sống khi mà mình làm việc và giao tiếp hội thoại với người nước ngoài. Thì nếu như mà cái kiến thức của mình nó càng rộng, cái chủ đề mà mình biết càng lớn thì mình có thể giao tiếp và hội thoại rất là phong phú. Chính vì vậy mà các bạn hãy thường xuyên đọc báo này, thường xuyên đọc tin tức này, rồi có thể lướt Facebook, nhưng mà lướt Facebook ở những cái trang mà cung cấp kiến thức này, chứ không phải là các cái trang gọi là liên quan tới scandal hoặc là liên quan các cái thị phi nọ kia. Thì đấy là một cái cách để mà mình có thể trau dồi kiến thức hàng ngày. Và đặc biệt đó là mình luôn luôn take note lại tất cả những cái gì mà mình thấy rằng là mình quan tâm và mình để ý tới những cái điều đó. Biết đâu đấy sau này khi mà mình giao tiếp hội thoại với người nước ngoài thì là mình sẽ có thể sử dụng các cái take note, các cái kiến thức mà mình đã có đấy để mà có thể giao tiếp và hội thoại với họ một cách vui vẻ và giúp cho mình có thêm mối quan hệ và công việc được tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Thực ra đối với mình quan điểm đó là học không phải là để thi, và đó là học đó là một cái quá trình học tập suốt đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì đều có cái gì đó để cho chúng mình có thể học tập được. Và đó là các cái cách để mà mình luyện speaking cũng như là luyện nói giao tiếp hội thoại hàng ngày trong tiếng Nhật. Vậy nên là chúng mình hãy cùng cố gắng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra nè.